Thưa quý vị, Ngày hội việc làm tỉnh Wakayama, Nhật Bản diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào hôm qua, ngày 26 tháng 7, không chỉ tạo cơ hội việc làm cho nhân lực tại Đà Nẵng, mà ý nghĩa hơn là góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Wakayama và thành phố Đà Nẵng nói riêng, cũng như Nhật Bản và Việt Nam nói chung. Đây là lần đầu tiên tỉnh Wakayama tổ chức Ngày hội việc làm tại thành phố Đà Nẵng, một hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn chính quyền tỉnh Wakayama, Nhật Bản tại Việt Nam tháng 7 năm 2023. Được biết, Wakayama là tỉnh lớn thứ 30 của Nhật Bản, với thủ phủ là thành phố Wakayama. Ngày hội việc làm của tỉnh Wakayama được tổ chức nhằm hỗ trợ nguồn nhân lực tỉnh Wakayama, cũng như giới thiệu nét đặc trưng của Wakayama đến với các bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Thời gian qua, tỉnh Wakayama là nơi tiếp nhận số lượng lớn thực tập sinh kỹ năng của Việt Nam đến làm việc. Chúng tôi đánh giá cao về năng lực chuyên môn, cũng như thái độ làm việc của nguồn nhân lực này. Ngày hội mang đến hơn 200 vị trí việc làm dành cho nhân lực tại Đà Nẵng, trong đó tập trung vào 8 ngành nghề: điều dưỡng, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, xây dựng, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật ô tô, ngôn ngữ Nhật. Theo đó, các em ứng viên và sinh viên thuộc các trường đại học tại Đà Nẵng đã được tiếp xúc, trao đổi với các nhà tuyển dụng doanh nghiệp Nhật Bản với hơn 300 lượt phỏng vấn tuyển dụng. Mục đích mà em muốn đến ngày hội ngày hôm nay á, là em muốn tiếp xúc thêm với các nhiều thêm các doanh nghiệp Nhật để có thể tìm kiếm các cơ hội việc làm ở bên Nhật. Thì em thấy đây là một cơ hội tốt để cho chúng em học tập và tìm hiểu về môi trường việc làm. Ở phía công ty thì đã tư vấn cho em rất nhiều, từ chế độ phúc lợi cho đến những công việc em có thể làm và những việc mà em chuẩn bị từ bây giờ trước khi mà sang nước Nhật. Thay đổi một cuộc sống mới thì em cần phải chuẩn bị những ngoài những kiến thức, những kỹ năng gì thì em đã được tư vấn hết từ các thầy cô và các anh chị ở bên công ty. Hiện tại có khoảng 200 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư ở các lĩnh vực tại thành phố Đà Nẵng. Tỉnh Wakayama và thành phố Đà Nẵng có những nét tương đồng nhất định trong cả vị trí địa lý, khí hậu ôn hòa và định hướng phát triển về kinh tế xã hội, qua đó có thể kết nối và hợp tác phát triển trên các lĩnh vực như du lịch, đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực, kinh tế biển, đặc biệt là ngành thủy hải sản.